Cho ra trồng rau, con trồng thôi. Tao quay trở lại rồi đây. Mình phải cất dưới để mang cho mẹ ảo mình đi được.
hả, mấy nghìn năm nay nó đẹp thế nhỉ. Ủa cái môi thủ năm xưa mới được. Bọn 4-4-5-0-5. Ủa lỡ bên kia. Ui, con lợn kia. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình phải thu phục con lợn này mới được. Tao xin tự giới thiệu, tao là một anh hùng của một vũ trụ rộng lớn. Tao nên, tao khuyên mày là nên theo tao đi để đi tiêu diệt bọn 404 và 505. Mày lắc đầu á, mày đùa tao đấy à? Mày đùa tao đấy à? Con lợn là có thể nhanh chết đây. Nhanh chết đây. À, được đây. Mày có vẻ nhanh chết đây. À, được. Được.
À, cái mũi của mày. Ủa, cái mũi của mày nó phải thối chết đấy. Mày ngửi như thế này. Trên cuộc đời này từ lúc tao sinh ra, chỉ có thằng 404 là nó dám vào mặt tao. Hôm nay mày dám vào mặt tao à? Hả? Có cái chuối mày dám đánh tao như thế hả? Nếu mày có sức mạnh đi. Từ lúc tao sinh ra chưa có người nào đánh tao biết nhẹ như thế này đâu. Mày mặt đây mày không mặt mình tao đâu. Con lợn chó chết này, tao mà gặp được mày rồi lần nữa, tao bắt mày, tao thu phục mày cho bằng được luôn, tao cho mày làm con ngựa của tao luôn. Đồ con lợn đáng ghét.
Ui, rắn, ui. Rắn. Một bộ dây. Dây này. Dây này để bắt con lợn kia đấy. Được, trong bẫy nó. Đó được rồi. Đó được ta. Chỗ này hợp lý này, cái chỗ này hợp lý. Cái bãi sau này là cái bãi sau cho lượn ăn này. À, một lúc nữa nó đi qua đây ấy, là cái chuyện là cái dây này, mình chùm vào người của nó, chúng mình chạy đi, chúng cho nó nằm ở đấy, chúng mình lại cứu nó. Chúng nó mang ơn mình, nó sẽ đi theo mình. Ui, mình thật là thông minh, mình phải đập cục đá lên vào đầu của mình mới được. Không được, đập vào mình chết đây. Không được. À, vậy mình làm đây mình đợi nó thôi. À, còn lợn là mình chết chắc với tao. Ui. Tao đợi mày từ 5 phút từ nãy đến giờ. Bây giờ nó mới tới. Mày được nó mà chết chắc với tao. Mày chết chắc với tao thôi. Đi về đi. Theo tao được không? Không được thì thôi, tao không cứu mày nữa, tao để bỏ mặc mày ở đây luôn, tao trói mày thêm vào luôn. Mày có đi theo tao không? Nhớ chưa, đứng dậy. Mày phải đi theo tao. Mày không đi theo tao, tao để mày ở đây luôn đấy. Chờ cọp ăn thịt mày luôn. Mày hiểu chưa? À, mày ngoan đấy. Mày biết nghe lời tao đấy. Nếu mày hú lên là mày đồng nghĩa với mày gọi tao là đại ca. Hú lên. Được lắm. Mày không phải là con heo của tao nữa, mày là con chó của tao đây. Ok, bây giờ tháo cho mày. Cuối cùng thì tao đã thu phục được mày rồi. Mày đứng lên. Đứng lên. Mày đứng lên đây. Được. Được. Mày cầm lấy mà ăn đi. Mày có biết bọn 404 không? À, nó là cái thằng, là cái bọn mà phá hủy kế hoạch của bọn tao. Của tao. Mấy nghìn năm nay tao chưa thực hiện được,
Bây giờ mày phải theo tao tiêu diệt thằng 404, 505, 606 và 702. Được không? Mày định chạy đi đâu à? Đi. Có mày tao lại thêm một cánh tay nữa. Bây giờ tao là ba tay rồi. Phải lắm. Mặc dù tao vẫn đánh thua mày. Giơ tay lên. Mày mang ơn tao đây. Ê, cánh đồng này thật là điệp. Cái chỗ gì? Đi. Cười nhau cắt nhau. Phát liu. Ồ. Bố bố là đéo quẹt. Đéo quẹt. Ơi. Ôi trời ơi. Anh bố ơi. Đéo quẹt. Chị bố ơi bố ơi. Alo alo. Cái gì cơ? Cứ cứ anh thả anh ra. Thả anh đi chỗ này. Lâu. Thả anh ra đi anh đi rốt mấy ngày. Còn lâu. Còn lâu. Thả anh một ngày nữa. Cái gì? Mà cứu anh đi. Cứu gì cái gì? Mà anh vẫn cứu anh à? Cướp này. Mày có biết là mày anh hùng giải cứu trên tối đâu cứu anh à? Anh toàn cứu được 6 người anh có phải cứu em. Anh thích bốc vé đâu. Anh không bốc vé anh cứu mày. Anh vẫn phải cứu mày. Kệ, nằm ở đây. Anh không đau anh à. Nằm im ở đấy. Đây đi chơi đây. Ê. Cái gì đây? Không có đâu. Cứu đi. Anh bỏ anh á. Mày, bây giờ mày cứu anh ấy về, anh sẽ cứu mày nhiều lần sau. Thôi cơ. Thật. Không tin. Thật mà. Nằm im đấy đi. Thật mà, đi cứu anh đi. Không. Đi mà. Không. Để anh mua kẹo cho mà ăn. Chúng rằng, lỡ rồi không có nên ăn kẹo. Để ăn cái gì? Ăn gì á? Ăn cơm mẹ nấu. Ui giời mẹ mày nấu rồi, mày ăn cơm của mẹ mày rồi mà. Thì đi qua tí. Kể đi. 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 Anh cứ ăn đi về, anh của mẹ mày nấu cơm cho mà ăn. Ê, anh ngủ đây. Cái gì nữa? Đàm phán. Nói liên tục. Mày chứa anh đi, anh chết trả thù cho mày. Trả thù cái gì? Thôi em đi đây, không được sửa quắt. Cái thằng mình sửa quắt đi tùng, bắt em chết. Cứu. Cái gì nữa? Chị mà cứu em đi. Ở cái xã hội này chỉ có làm mới có ăn, không làm mà nó có ăn á thì ăn đầu khất. Ây dạ. Trời đất ơi, phải cứu anh ăn đầu gối. Anh vẫn làm mà. Này làm sao mày chói được? Chói được thì cỡ ra được. Anh còn không được đâu, con nó chói anh rồi mà. Còn không thì nằm đây thật hứa có đời còn lại. Thế đó. Ôi đời đi biết à, không ai cứu anh là anh to. Bây giờ là thế này. Chạy lên. Buồn. Tiếng anh đi. Buồn. Thank you.
Không bao giờ cho mày ăn, mày hiểu không? Cho tao ăn đi. Không. Hả? Lợn. Lợn đâu rồi? Con lợn. Ôi ơi, con lợn đây. Sao mày lại lợn ở đây? Đâu? Thả nó ra. Xin trân trọng giới thiệu của mày. Đây là cánh tay giữa của tao. Thả nó ra. Nó là, nó tuy nó mạnh hơn tao, nhưng nó là đồ đệ của tao, mày ok chưa? Thả tao ra đi! Đừng có thả mày! Mày không thả tao ra, tao mà lúc nào tao thả mày ra là mày toàn với tao đấy, con lợn à! Sao muốn về đây? Lâu rồi tao không có mày, tao muốn về đây! Một cái cầu hóa con lợn này! Thả ra! Thả ra ra! Thả ra ra! Thả ra ra! Có buồn, mày có buồn cười à, tao bị buồn cười. Con lợn đấy cú lý tao là một cười mà. Tao bảo mày thôi cú lý đấy cơ mà. Lôi nó ngồi đứng dậy. Lôi nó trở ra cho tao. Chúng mày không thả nó ra, đừng có hối hận nha. Tao không bao giờ thả mày đâu. Thả tao ra đi mau lên. Thả tao ra. Ôi làm ơi. Ôi nào ơi, con lừa bắt cóc trẻ con. Mày là trẻ con á? Mày là trẻ trâu thì có. Ôi nào ơi, bắt cóc trẻ con. Ôi ơi, thế nào đó ơi, cứu người đi, cứu người đi. Lôi nó ngồi đứng dậy cho tao. Mày đứng dậy. Đứng dậy. Chỗ này mày không gặp mày nặng thế. Đứng dậy. Ê, ta đi rồi gì? Đi. Chân đều đi. Sao mày đi rồi đấy luôn? Thả ra. Thả ra. Ngày chưa? Thả ra. Ngày chưa? Mày hành hạ tao như thế nào? Ê, tao đứng chân nó rồi. Tốc độ như thế. Mày. Ê. Để nó chạy. Ê. Thả ra. Anh chạy đâu? Thả. Anh chạy đâu? Thả. Anh chạy đâu? Thả. Đứng yên.
Hồi xưa tao mày hành hạ tao như thế nào, bây giờ tao hành hạ mày gấp đôi như thế. Tao nói chuyện tao thì tao chọn giới thiệu cho mày biết này. Cuộc sống này ấy, mày nó không thỏa ra ấy, mày cứ xác định đi. Xác định cái gì? Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Hả? Mày định làm gì tao? Hả? Mày định làm gì tao? Hả? Mày định làm gì tao? Xác tao đi cho tao. Tao không đi. Mày có đi không? Ê, tóc mông của nó. Thả nó ra. Đứng đây. Đứng đây. Thả nó ra đi. Tao không thả mày đây. Mày không thả không? Không thả. Mày không thả, mày xác định rồi đấy, có lợi đây. Tao không thả đây. Mày làm sao? Thả nó ra. Làm sao đánh nó? Thả nó ra. Mày nhớ. Đi đi. Ui, vứt đi, vứt đi, vứt đi. Bồn đấy, vứt đi. Vứt đi. Bây giờ tốt nhất là mày thả tao ra. Tao không thả mày đây. Mày không thả tao ra, mày xác định rồi đấy, con lợn đấy. Xác định hả? Xác định không? Con lợn xác định không? Lôi ra đi. Thả tao ra đi. Lôi ra đi đâu? Thả nó ra! Tao không thả mày đây! Mày không lên vai của tao, tao vác mày đi luôn! Mày yếu như chó ấy! Mày không làm được cái quần quê gì cả! Tao cho cháu mượn cái xe chở thằng này đi chú ơi! Thả nó ra! Mày không đi sao? Mày không đi đây! Tao không thả mày đây! Mày không thả thì mày cũng phải thả! Tao không thả! Thả nó ra! Mày là cái chó nhưng mà tao phải thả mày! Con lợn đây, thả nó ra! Tao không thả đây! Mày có thả không? Alo! Mày đánh nó ghê thế sao? Mày thả nó ra mới lên! Mày yêu nó mày nhìn thấy nhé! Mày đánh mày đây! Thả nó ra! Mày nghe đây! Thả nó ra! Tao không thả! Lưu đi! Lưu đi cho tao! Nó! Để tao.